Một ngày cuối năm 2014, khi những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên, cũng là lực lượng gái ăn xương đổ về công viên và vùng phụ cận tăng thêm. Nhóm chân dài sang trọng chia nhau chạy xe thành đội hình. Bên cạnh đó, nhiều má mì bảo kê cũng xuất hiện tham gia vào cuộc săn mồi. Chúng kiểm soát, điều phối, làm giá để kiếm tiền ăn chia. Trong mạng lưới mại dâm siêu sang này, vai trò của má mì bảo kê như lũ kèn kèn sống trên mồ hôi, nước mắt và sự ô nhục của người khác. 21 giờ, những cung đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự, Hồng Bàng giáp danh với quận 10 và quận 5 thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện đông đảo của gái ăn xương. Từ những chân dài siêu sang ăn vận hở hang, son phấn lòe loẹt ngồi chễm chệ trên các xe tay ga đắt tiền, đến nhóm hàng giạt đứng bên vệ đường chào mời thượng đế. Số lượng bướm đêm tại đây nhiều đến mức anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi phải buột miệng. Lạc vào khu này, chẳng thể phân biệt được đâu là gái mại dâm, đâu là con nhà lành. Thế nên chẳng có gì cường điệu khi người dân gọi đây là cung đường sung sướng hay phố đèn đỏ. Bên cạnh các cô gái, kinh doanh vốn tự có, đội quân má mì bảo kê hoạt động vào ban đêm cũng tăng lên cả về số lượng lẫn phạm vi hoạt động. Ngoài nhiệm vụ cảnh giới, đánh lạc hướng cơ quan công an, đội quân này còn tham gia trực tiếp vào việc làm giá, điều đào và bắt khách. Bằng bản năng nghề nghiệp, các bướm đêm má mì bảo kê dễ dàng đánh hơi được vị khách nào có nhu cầu ăn bánh trả tiền. Và ngay lập tức chúng sẽ bám theo, mời chào. Nhiều chân dài không ngần ngại tuôn ra những lời lẽ, hành động khiêu khích khách hàng. Sau những cuộc ngã giá, khách làng chơi và gái mại dâm sẽ cùng nhau tìm về bãi đáp hoan lạc. Tất nhiên, mọi hoạt động hay bất cứ biến cố nào khác xảy ra trong khu vực này không thể thoát ra ngoài tầm khống chế của má mì và bảo kê. Tại khu phố đèn đỏ, sự xuất hiện của những vị khách đầy nghi ngờ như chúng tôi lập tức bị nhóm má mì bảo kê đưa vào tầm ngắm. Ban đầu thấy phóng viên chạy xe chậm rãi, quan sát, ngay lập tức một má mì bám theo ngã giá. Cô này là gái đã quá đát, không còn đủ nhan sắc để hành nghề. Thay vào đó, cô đóng vai trò như một mắt xích vận hành hệ thống mại dâm bầy đàn. Để săn mồi, cô ta áp sát xe chúng tôi đon đả hỏi: "Đi chơi không em? Chị gọi đào cho, đào trẻ, đẹp, tùy mấy chú chọn hàng, thích em nào là chị điều cho em đó." Thị quảng cáo, đào chị 18-19 tuổi, giá đi một tăng, một tiếng, ba xị, 300.000 đồng, bao gồm cả tiền nhà nghỉ. Nếu hai chú thích, có thể đổi đào cho nhau trong lúc hành sự. Chúng tôi lấy lý do là sinh viên không có tiền để thoái thác trước lời mời chào. Nhưng khi phát hiện chúng tôi vẫn xuất hiện tại khu vực địa bàn gái mại dâm hoạt động, cô này chuyển sang thái độ ngờ vực. "Hai chú có đi chơi không? Chạy xe lượn lờ nãy giờ tìm đào ngon chứ gì? Đi với chị toàn gái đẹp khỏi chê." Tiếp tục từ chối, chúng tôi phân bua: "Bọn em bị lạc đường đang kiếm đường ra, chứ tiền đâu mà tìm gái chị." Dẫu biết hành tung của mình có thể đã bại lộ, nhưng phóng viên tiếp tục nấn ná tại khu vực. Chỉ ít phút sau, một gã trai với thân hình gầy còm, tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình, áp sát xe chúng tôi đằng hắng: "Hai chú có tìm gái không? Đi theo anh. Làm gì mà chạy xe vòng vòng nãy giờ thế?" Biết bị phát hiện, chúng tôi lập tức từ chối và cho xe chạy khỏi địa bàn nhằm đảm bảo an toàn. Qua điều tra, gã trai chính là một trong những tay bảo kê cho nhóm gái ăn xương tại khu vực. Những ngày sau đó, phóng viên liên tục phải cải trang, thay đổi diện mạo, bám sát chúng nhiều đêm liền mới có thể bóc trần được tổ chức chuyên nghiệp và cuộc sống bầy đàn của nhóm chân dài siêu sang. Theo quan sát, để dễ về hoạt động, nhóm bảo kê sắm vai các tài xế xe ôm đứng án ngữ tại các ngã tư trên địa bàn. Với những người lạ mặt, nếu lạc chân vào đây khó có thể phân biệt được đâu là bảo kê mại dâm, đâu là xe ôm thực thụ. Chúng kiêm luôn nhiều nhiệm vụ, tham gia bắt khách, cảnh giới địa bàn trước cơ quan chức năng, bảo vệ các cô gái khi gặp phải khách bịp bợm. Thật khó để có thể xác định được con số cụ thể mà các tay du đãng tham gia bảo kê, má mì hoạt động tại khu vực. Mỗi đêm những tay bảo kê thay nhau án ngữ các vị trí trọng yếu. Khi sự biến xảy ra, nhóm này lập tức có mặt can thiệp. Ví dụ chuyện gái mại dâm bị khách làng chơi hành hạ quỳ tiền, hoặc là giữa các bướm đêm có mâu thuẫn về ăn chia, tranh giành khách, sẽ có ngay một đường dây nóng để kết nối gái mại dâm với nhóm bảo kê. Nếu chân dài phát hiện điều gì bất thường xảy ra trong khu vực, chỉ việc gọi về cho bộ sậu của mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tất nhiên, chính nhóm thủ lĩnh
mới là người có quyền quyết định trong việc ăn chia số tiền kiếm được, và đương nhiên các chân dài trở thành công cụ nuôi sống chúng. Đằng sau mối quan hệ cộng sinh, bảo kê, bướm đêm là rất nhiều câu chuyện đau xót khác. Đó là cuộc sống bầy đàn, không chỉ có tình dục, ma túy, thuốc lắc, mà còn vô vàn nỗi ô nhục của những cô gái bán hoa phải gánh chịu. Ngoài các tay du đãng trong đội hình chân dài di động, bao giờ cũng phải có một má mì tham gia công tác dẫn đoàn. Người này có nhiệm vụ kiểm soát số lần đi khách của mỗi chân dài để thực hiện ăn chia. Dù tham gia vào đường dây mại dâm với nhiều vai trò, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng vẫn chỉ là cảnh giới, bảo kê trước những kẻ ngoại đạo. Lực lượng công an, phóng viên, những chân dài không cùng nhóm lọt vào địa bàn. Trong đường dây mại dâm, cuộc sống của các chân dài bị giám sát hết sức chặt chẽ. Các cô gái, phần vì đã quá quen với sự ăn chơi sa đọa, trụy lạc, phần vì không thể thoát ra ngoài sự kìm kẹp của tổ chức, nên chấp nhận làm cần câu cơm cho một bộ phận má mì bảo kê. Từ những gì chúng tôi thu thập được, các chân dài chỉ sống kiếp ve sầu, thoát xác. Khi gần như toàn bộ tài sản họ sử dụng chỉ là của chung hoặc được các má mì bảo kê cho thuê lại. Hàng ngày mỗi cô gái không chỉ phải trả tiền thuê xe tay ga, thuê quần áo, tư trang mà còn đóng phí hành nghề. Để hoạt động mại dâm tại đây, bắt buộc các cô gái phải tham gia vào tổ chức. Giữa họ và lực lượng má mì bảo kê luôn có mối ràng buộc vô hình. Một chân dài trong nhóm mại dâm siêu sang chỉ có thể thoát ra ngoài khi nhan sắc của họ tàn tạ, giá trị lợi dụng không còn. Thế nên đời sống của các gái mại dâm chỉ là một vòng luẩn quẩn, bán dâm, thác loạn và kìm kẹp. Ngày làm việc của nhóm chân dài siêu sang bắt đầu từ 12 giờ trưa. Họ đến địa điểm bảo kê nhận xe, trang điểm và bắt đầu phân đội hình xuống phố. Chiều nhá nhem, mỗi cô gái vội vàng tìm cho mình bữa cơm lót dạ rồi trở về thay đổi xiêm y. Họ chút bỏ những bộ quần áo công sở lượt là, chút bỏ nét yêu kiều để sống đúng nghĩa là gái mại dâm. Một giờ sáng hôm sau, khi đường phố lãng đãng người qua lại, các chân dài lại tụ tập, hội quân với nhóm bảo kê, má mì cùng nhau thác loạn. Đó không chỉ đơn thuần là những buổi nhậu thâu đêm, mà còn là ma túy, đập đá, tình dục. Khi bị cuốn vào vòng xoáy, dẫu muốn hay không, các bướm đêm rất khó thoát ra ngoài. Theo tìm hiểu của phóng viên, hoạt động của nhóm bảo kê ở đây vô cùng chuyên nghiệp. Một thượng đế khi lọt vào tay của các chân dài, ngoài việc được hưởng hoan lạc và trả tiền đúng quy định, khó có thể gây sự. Nhiều khách làng chơi say xỉn, quậy phá tại khu vực đã bị giới bảo kê đánh cho nhừ tử. Trong công tác quản lý, các chân dài cũng thế, mọi hoạt động đều tuân theo nguyên tắc của tổ chức. Sự khôn ngoan, ma mãnh của nhóm mại dâm di động tại khu vực khiến công tác quản lý triệt phá của công an sở tại gặp muôn vàn khó khăn. Đó là tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, theo một chị bán nước ngõ 110 phố Trần Duy Hưng, đội quân xe ôm dịch vụ này rất cơ động. Họ biết mọi ngõ ngách, con đường của địa bàn mình phục vụ. Trong túi cánh xe ôm này có rất nhiều địa chỉ, điện thoại của các nhà hàng, khách sạn, để khi có yêu cầu chỉ cần một cú alo là họ lại lên đường, kẹp 4-5 người để phục vụ các thượng đế ham của lạ. Đó là tài xế xe ôm chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, không phải để di chuyển trên đường mà là phục vụ khách hàng có nhu cầu mua dâm. Trung, một xế xe ôm có máu mặt ở các tụ điểm giải trí cho biết, xe ôm ở đây cũng có những quy luật ngầm, xe nào bảo kê cô gái nào thì cứ thế mà phục vụ. Thấy tôi quan tâm tới dịch vụ xe ôm, Trung thắc mắc, sao ông anh bỗng dưng lại quan tâm tới chuyện này vậy? Hay ông anh thích viết báo thì để em giúp. Theo lời Trung, hàng ngày được chở đào đi, được trả tiền công theo tháng là tốt, nên không xe dịch vụ nào muốn phá vỡ nguyên tắc trên, vì nước sông không vạm vào nước giếng, ai cũng có việc của mình, nên nguyên tắc cộng sinh này ai cũng phải tuân thủ. Ngồi ở một quán nước ngõ 110 Trần Duy Hưng, lúc này là thời điểm hoạt động náo nhiệt ở khu phố đèn đỏ vào giờ cao điểm. Đếm được hơn 10 chuyến xe dịch vụ, kẹp 3-4 cô gái tóc xanh mỏ đỏ, thậm chí chồng chất đến 5 người trên một chiếc xe Dream cũ nát ra vào các nhà nghỉ. Bất chợt nghe tiếng nẹt pô kỳ quái đến rợn người. Tôi vội ngoảnh sang phía bên kia đường và đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên kẹp theo 2 cô gái trên chiếc xe Way Alpha. Mặt mũi của các cô đều được bả đầy các loại phấn son, mà theo một chủ tiệm hớt tóc thì đó chỉ là những loại son phấn rẻ tiền, ăn mặc hở hang đến hết cỡ. Thấy bộ dạng của tôi, cậu thanh niên có vẻ cảm thấy không thoải mái,
Cậu ta rít điếu thuốc và không quên gửi đến tôi những ánh mắt nghi ngờ. Tôi biết phần sau không dành cho mình và đứng dậy thanh toán tiền. Chuẩn bị đứng lên trả tiền, bà chủ quán tỏ vẻ cởi mở hơn trong cuộc trò chuyện và hỏi: "Trông chú như người ở nơi khác đến thì phải. Nếu muốn vui vẻ với mấy em thì tôi có số điện thoại chuyển cho cậu." Vừa nói bà ta rút điện thoại tìm số của một cô gái gọi tên là Trang đang thuê nhà ở Hà Đông. Rót thêm cốc nước trà đá, bà chủ hàng tỏ vẻ quan tâm: "Từ nãy tôi thấy cậu hay để ý dịch vụ này nhỉ. Nếu có nhu cầu thì cứ ngồi đây uống thêm cốc nước, ăn cái kẹo. Lát nữa có thêm mấy đứa nó cập bến ở đây đợi khách gọi mà." Ngạc nhiên trước câu nói cởi mở của bà bán hàng nước, tôi cũng không khỏi băn khoăn đợi cho gã thanh niên chở hai cô gái kia đi khuất. Lấy can đảm, tôi bắt chuyện với hai cô gái đang ngồi lại quán nước để đợi khách gọi. "Hai em đợi ai à? Lát nữa em nào mà rảnh, đi với anh lúc nhé." Không cần dò xét, một trong hai cô gái tên là My đáp chuyện: "Sao không đi với cả hai luôn, đi cho vui hết mình hả anh?" Câu nói nửa đùa nửa thật của My khiến tôi dễ vào câu chuyện hơn. Theo My, làm nghề này nếu không có xe ôm thì coi như đói. Ở cái ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm gọi xe ôm là xe dịch vụ, mỗi xe bảo kê 3 đến 6 cô. Nếu khách gọi đi hát, đi vui vẻ thì xe ôm sẽ đưa đón tận nơi. Xe thường xuyên túc trực 24/24 giờ để di chuyển. Nhu cầu di chuyển nhiều nhất là từ 22 đến 5 giờ. My cho biết thêm, ở đây các cô và xe ôm có một mối gắn bó keo sơn đặc biệt, thân nhau như người nhà. Nếu xảy ra xô xát giữa khách và đào thì xe ôm sẽ đứng ra giải quyết. Thông thường thì bọn em sẽ giành phần thắng nhiều hơn, vì thân làm gái như tụi em lại có anh xe ôm bảo kê thì sợ quái gì. Còn hầu hết những ông đến ngã ba sung sướng đều sợ sệt lén lút hết mà, My chia sẻ. Theo My, những tay xe ôm chở gái kiêm luôn việc làm tay sai chăn dắt gái là chuyện không hiếm. "Thằng cô vừa chở hai đứa bọn em là bồ của con bé kia anh ạ. Hai đứa nó yêu nhau cũng lâu rồi, tựa vào nhau để sống. Không có nó bọn em cũng không có đất làm ăn." My vừa dứt lời thì chiếc xe của cậu thanh niên kia đã đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Cậu ta ra hiệu với My và cô gái kia là sắp có khách. Thấy tôi nói chuyện với My, cậu ta ra hiệu gọi tôi ra góc rồi nói: "Ông anh có thích nó không? Nếu đi tàu nhanh thì 3 lít. Em thấy ông anh là khách mới, với lại tranh thủ lúc nó đợi khách thì em cho anh giá như vậy là mềm." Tôi giả vờ trả giá 200.000 đồng. Cậu ta lườm lườm: "Thế anh tưởng hàng của em loại gì? Từng ấy tiền thì anh ra Phạm Văn Đồng, có đứa chỉ 50.000 đồng thôi. Mấy đứa bạn em nó còn hét giá tàu nhanh là 400.000 đồng, qua đêm 700.000 đồng cơ đấy. Thôi, em chốt lại cho anh là 250.000 đồng nhé. Con bé vừa nói chuyện với anh, nghe chừng cũng hợp với anh đấy." Lấy lý do đang đợi khách hàng có chút việc chưa giải quyết xong, tôi vội vã bỏ của chạy lấy người, hẹn 2 tiếng sau quay lại. Cứ như vậy, câu chuyện phiếm xe ôm chờ gái bán hoa tiếp tục diễn ra, trong khi chả ai để mắt tới những cô gái tan ca tại những nhà nghỉ hun hút sau làn khói nẹt pô của những tay xe ôm choi choi. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng dành cho blog tâm sự cũng đã hết. Hồng Nhung rất là mong nhận được phản hồi của quý vị ở phần bình luận phía dưới mỗi video. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.